Mình xin giới thiệu đến anh em một con âm ly của Lookman có model là 309 anh em nhé. Đây là một con âm ly mình tuyển chọn về là rất là đẹp anh em ạ. Mình mua con này tại trang đấu giá EU của Nhật. Cái số seri mà mình mua đấu giá nó trùng với số seri con máy này ở bên Nhật anh em nhé. Nếu anh em nào mà thiện chí kết con này thì alo cho mình. Mình gửi cái đường link của đấu giá cho anh em xem tham khảo. Con này thì nó chạy điện 100V. Nó cấu hình của nó là chạy một con nguồn rất khủng, hai tụ lọc và bốn con sò sắt Toshiba chữ đỏ anh em nhé. Ngoài ra nó còn bốn con kích sò sắt nữa. Công suất của nó 250W. Trở kháng trên loa của nó là từ 4 đến 16 ohm. Âm sắc của nó cực kỳ là hay, thách thức các cái dòng loa của JB anh em nhé. Ngoài ra nó còn nhiều chơi được nhiều những cái dòng loa Mỹ, Nhật, châu Âu vân vân. Anh em mà có loa boss thì chơi vào con này cũng rất là hay. Con này là mình hoạt động hoàn hảo, chất âm ngọt cực ngọt ngào, bóc tách đều ba giải. Nó có chỉnh bát, chỉnh chép và cắt các biên độ cường độ của bát chép. Đây là cầu loa, anh em có thể đánh cầu A, cầu B hoặc AB cộng. Đây là volume, đây là cân bằng loa, đây là lau lốt anh em nhé. Các cái giải tần, cổng táp, chitterel. Đây nó có cái mic level đây anh em này, mặt trước nó chỉ có thế thôi. Và anh em tham quan toàn bộ cái vỏ gỗ của nó này, rất là đẹp, phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Và anh em đi về cái phần đằng sau của nó này, mình chỉ có một con duy nhất anh em nhé. Anh em nhìn tất cả các chân AV của nó rất đẹp, L309 Lookman. Đây là cái số seri trùng với số seri đấu giá tại bên trang EU của Nhật ấy. Và đây là thanh tản nhiệt, hai cầu loa và các cái đường link để cho anh em vào và dây nguồn. Đây dây nguồn của nó đây này anh em. Đây dây nguồn của nó đây nhé. Đẹp xuất sắc anh em. Anh em nào thiện chí thì alo cho mình. Con này mình đang bán là 15 triệu anh em nhé. Điện 100V 250W này. Lookman 309. Anh em đến với kênh của mình thì cho mình xin nút đăng ký kênh nhá. Xin chào tạm biệt anh em.